Hầu hết các bà bầu luôn được khuyến cáo nên sinh thường để con sinh ra được khỏe mạnh, người mẹ cũng mau chóng được phục hồi hơn. Tuy nhiên, có một số tình huống thì việc chỉ định sinh mổ sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Dưới đây là những lý do tại sao bạn nên sinh mổ. 1. Quá trình chuyển dạ không tiến triển. Quá trình chuyển dạ bị đình trệ là một trong những lý do phổ biến nhất cho việc phải lựa chọn sinh mổ. Việc chuyển dạ bị đình trệ có thể xảy ra nếu cổ tử cung của bạn không mở đủ rộng hoặc không mở dù tử cung vẫn co bóp không ngừng và các cơn đau vẫn cứ tiếp tục xảy ra. 2. Thai nhi trong bụng đang gặp tình huống nguy hiểm. Nếu ghi nhận thấy nhịp tim của em bé trong bụng có những thay đổi bất thường, các bác sĩ thường sẽ chỉ định bạn sinh mổ để đảm bảo an toàn cho bé. 3. Thai nhi ở vị trí không thuận lợi. Khi thai nhi ở vị trí không thuận lợi, như thai nằm ngang, mẹ sẽ phải sinh mổ bắt con. Trong tình huống này, nếu bạn vẫn muốn sinh thường, thì em bé có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng không nhận đủ oxy hoặc là suy thai. Còn với trường hợp thai ngôi mông, mẹ có thể phải sinh mổ hoặc không tùy vào tình huống như thế nào. 4. Mẹ bầu mang đa thai. Trải qua quá trình sinh mổ, việc sinh thường sẽ trở nên khó khăn cho những mẹ bầu mang đa thai. Những ca mang thai đôi có thể được xem xét để sinh thường tùy trường hợp, nhưng nếu mẹ bầu mang 3 thai trở lên, khả năng cao sẽ phải chỉ định sinh mổ. 5. Có vấn đề về nhau thai. Nhau tiền đạo và nhau bong non là hai vấn đề thường xảy ra với nhau thai. Nhau tiền đạo là khi nhau thai nằm thấp trong tử cung, che kín một phần hoặc toàn bộ tử cung. Tình trạng nhau bong non xảy ra khi nhau thai bị bong khỏi lớp niêm mạc tử cung, gây cản trở sự hấp thụ oxy của thai nhi. Cả hai trường hợp đều xảy ra trong những tháng cuối của thai kỳ và là nguyên nhân khiến mẹ bầu phải mổ lấy thai. 6. Xa dây rốn. Tình trạng xa dây rốn xảy ra khi dây rốn trượt qua cổ tử cung và ra ngoài trước khi em bé được sinh ra. Tình trạng này tuy hiếm nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra và gây cản trở việc sinh thường. Nếu rơi vào tình huống này, mẹ bầu sẽ được chỉ định sinh mổ khẩn cấp. 7. Tắc nghẽn cơ học. Bạn có thể cần phẫu thuật lấy thai nếu có một khối u tiền đạo lớn làm tắc nghẽn đường âm đạo, thai nhi sẽ khó đi qua khung xương chậu của mẹ. 8. Từng trải qua quá trình sinh mổ. Mẹ đã từng sinh mổ khả năng phải mổ lại trong một số trường hợp như lần sinh mổ trước quá gần, khoảng 12 đến 18 tháng, đã mổ 2 lần trước đó, thai ngôi mông, khung chậu hẹp, thai to. 9. Mẹ bầu có vấn đề về sức khỏe. Nếu mắc một số bệnh nhiễm trùng có nguy cơ lây cho con khi sinh thường, mẹ bầu sẽ được khuyên sinh mổ để tránh lây nhiễm cho bé. Mẹ nhiễm HIV, viêm gan B vẫn sinh thường được. Ngoài ra, mẹ bầu nên chọn sinh mổ nếu có một trong các vấn đề sức khỏe như là cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận. Tuy rằng sinh mổ sẽ có những khó khăn cho mẹ bầu hơn so với sinh thường, tuy nhiên, nếu biết chăm sóc đúng cách thì mẹ bầu cũng không nên quá lo lắng. Hãy tự tin bình tĩnh vượt cạn thành công nhé!